xôn xao cuộc tranh cãi giữa người đàn ông và đôi nam nữ về việc dắt chó trong thông thường cư gồm gì. Tối 23 tháng 11, Facebook có tên Phường N đã đăng tải lên trang cá nhân bài viết kể lại sự việc anh bị một người đàn ông tấn công, ngăn cản vì dắt chó lên sân chơi tầng 25 của thông thường cư gồm gì quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết của anh Phường N sau 4 giờ đồng biển đăng tải đã nhận về sự nhiệt tình rất lớn của dân mạng với hơn 5k lượt rích, hơn 5k chia sẻ và đến 11k bình luận. Bài đăng của anh Phường N trên Facebook ảnh chụp màn hình. Theo anh Phường N chia sẻ trên, tối 23 tháng 11 anh dắt hai chú chó cương đi thang máy lên tầng 25 của thông thường cư gồm gì để ra khu vực sân chơi ngoài trời. Anh Phường N cho biết tầng 25 của tòa nhà không hề cấm chó, thang máy anh sử dụng cũng không hề có biển báo cấm thú cưng, tuy nhiên có một người đàn ông đi cùng thang máy với anh đã lao vào tấn công và ngăn cản việc anh mang chó ra sân chơi. Đoạn clip do anh Phường N đăng tải đã ghi lại cuộc tranh cãi giữa anh và người đàn ông. Đoạn clip cho thấy nội dung người đàn ông một mực ngăn cản anh Phường N và một người phụ nữ được cho là hậu phi anh Phường N, không được đưa chó vào khu vực sân chơi tầng 25, cũng không được cho chó cùng đi trên thang máy dành cho cư dân. Người đàn ông cho rằng việc anh Phường N đưa chó ra sân chơi là sai luật pháp và sẽ khiến con của mình ngại hãi. Người đàn ông ngăn cản anh Phường N đưa chó ra khu vực sân chơi ảnh cắt từ clip. Người đàn ông, bây giờ hai người sai chưa? Đưa chó vào nơi công cộng, mà nơi này cấm chó, được chưa? Vợ bị anh Phường N, ủa thang máy này có biển cấm chó đâu? Anh thấy có biển cấm chó không? Người đàn ông quát lớn, tôi chỉ yêu cầu anh chị là không đưa chó đi. Chó là phải có rọ mõm, có dây xích. Nếu không có rọ mõm, không có dây xích thì vui lòng đứng ngoài cửa, đừng có đi thông thường. Tôi nói chó ở trong này ý trong thông thường cư phóng viên, không được đưa ra đây sân tầng 25 phóng viên, chó đưa ra đây phải có rọ mõm. Đây là nơi tập trung, không đưa chó ra ngoài này. Vợ bị anh Phường N, lúc đó lúc trong thang máy phóng viên, vua y ta hẳn con chó lên rồi liên quan gì tới anh? Người đàn ông, ở đây có hai con, đây một con, kia một con. Con tôi ở đây tôi chả ngại nó ngoạm thì sao? Hai chú chó của anh Phường N trong sự việc ảnh chụp màn hình bài đăng của anh Phường N trên Facebook. Anh Phường N đăng tải clip cho thấy những chú chó của anh trước đây đã từng vô chơi thoải mái tại khu vực sân chơi tầng 25, không hề bị cấm như người đàn ông nói ảnh cắt từ clip do anh Phường N đăng tải trên Facebook. Dân mạng tranh cãi, đôi nam nữ sai hay người đàn ông đã quá lỗ mãng? Sự việc do anh Phường N đăng tải đã nhận được sự nhiệt tình rất lớn từ cộng đồng mạng, từ đó nhiều ý kiến tranh cãi đã được đưa ra. Một luồng ý kiến cho rằng chưa biết thông thường cư gồm gì có thật sự cho phép thú cưng tại khu vực sân chơi tầng 25 và thang máy hay không, tuy nhiên hành động quát tháo, ngăn cản của người đàn ông áo đen là rất lỗ mãng, bất lịch sự. Một cư dân mạng bình luận, chả biết thế nào nhưng nhìn cái điệu bộ chỉ trỏ, quát nạt là thấy không có tí văn minh nào rồi. Trường hợp này bé nhỏ bé cũng nhỏ và đã được chủ bé bế lên nên anh áo đen cũng quá sấn sổ, mỗi người nhường một xíu. Ai cũng sai rất nhiều. Có thể chủ chó sai nhưng có gì bảo nhau nhẹ nhàng, cứ chỉ tay vào mặt rồi quát tháo như vậy nhìn không hợp mắt chút nào. Ở thông thường cư cao cấp ý thức cũng phải cao chứ một cư dân mạng khác nêu ý kiến. Một chú chó của anh Phường đợi ảnh. Một luồng ý kiến khác lại chỉ trích, lên án hành động dắt chó trong thông thường cư nhưng không có rọ mõm cũng như dây xích của hậu phi bị anh Phường đợi. Thậm chí một số người còn cho biết mình là cư dân của thông thường cư vùng gì, khẳng định thông thường cư có cấm thú nuôi tại khu vực tầng 25, ngoài ra cũng yêu cầu chủ thú nuôi phải sử dụng thang máy riêng khi dắt theo thú nuôi. Một số bình luận từ cư dân mạng. Chủ chó sai rồi, sai luật pháp khi mang bếp vào nơi không cho phép mà không cách ly bằng lòng chuyên dụng giam cầm bếp. Không phải ai cũng yêu bếp và xem bếp như người thân và con người. Nên là hãy cứ làm đúng luật pháp là được. Chung cư này theo mình biết là khi dắt chó ra ngoài là phải có rọ mõm và dây xích đó chứ không đi tự do được đâu. Anh áo đen phản ứng thái quá, chắc do ngại con cái bị chó ngoạm, nhưng hai gamer thủ chủ chó cũng nên xem lại luật pháp đi thôi.
bóc phốt người ta sao cuối lại bị phản ứng ngược. Chủ chó về đọc kỹ lại luật pháp của tòa nhà đi đã nhé. Chó to hay nhỏ khi đem chó ra khu công cộng thì đều phải rọ mõm và xích lại. Ở thông thường cư thì phải tôn trọng người khác và giữ an ninh cho trẻ em. Bình luận từ một người được cho là cư dân cùng sinh sống tại thông thường cư gồm di ảnh chụp màn hình. Trên fanpage của cộng đồng cư dân thông thường cư gồm di đã chia sẻ một bài đăng khá dài được cho là lời kể của người đàn ông áo đen trong sự việc kể trên. Theo đó, người đàn ông này cho biết vào khoảng 21 giờ 5 tối 23 tháng 10 anh đưa đàn ông lên khu vực sân chơi tầng 25 của tòa nhà thì gặp gỡ hậu phi bê anh Phường N trong thang máy. Một con chó của anh Phường N đã tiến gần đàn ông của anh và sủa, do vậy anh đã lên tiếng nhắc nhở cặp đôi. Người đàn ông này thừa nhận mình đã to tiếng gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, tuy nhiên anh giải nghĩa là do anh Phường N đã dùng từ ngữ không phù hợp với mình. Trong khi anh cũng cho biết sự việc hiện đã được báo đến ban quản lý tòa nhà. Lời kể của người đàn ông án đen được đăng lên bởi fanpage cộng đồng cư dân thông thường cư gồm di ảnh chụp màn hình. Hiện sự việc trên vẫn đang được chia sẻ chóng mặt trên. Nguyên văn lời kể của người đàn ông án đen trên. Khoảng 21 giờ 5 ngày 23 tháng 2019, khi tôi đưa con tôi lên tầng 25 chơi thì thấy một đôi gamer thủ trẻ đang thả hai chú chó đi dạo không xích và rọ mõm. Khi con tôi chuẩn bị mở cửa thì thấy chú chó chạy lại gần cửa, tôi thấy vậy vẫn để cửa đóng và đợi cô gái bế con chó lên tay. Sau đó, khi đi vào trong thì vẫn còn con chó nhỏ và chạy lại phía con tôi sủa. Tôi chạy lại chắn phía trước đàn ông tôi và gằn giọng nhắc nhở cậu trai phải rọ mõm và đeo xích cho chó khi đi vào khu vực công cộng trong thông thường cư, mà khu vực tầng 25 là nơi các cháu nhỏ chơi ở đây nữa, có bản cấm thả vật nuôi tại đây. Cậu ta bế con chó và cho vào trong túi nhưng cô gamer thủ nữ chạy lại nói với tôi, anh làm gì ghê vậy, tôi đã thấy con anh vào thì bế con chó lớn ra rồi mà, còn con chó nhỏ thì từ từ. Tôi, đây là khu vực cấm vật nuôi em nhé, và con chó nhỏ chạy lại về phía con anh thì anh phải nói, với lại luật pháp thông thường là vật nuôi trong thông thường cư là phải rọ mõm và có dây xích, con em đang bế thì không có nên em chắc chắn là sai. Còn cậu đàn ông thì, anh làm gì ghê vậy, thì đây tôi đã cất chó rồi. Tôi quá bức xúc vì câu cuối luôn nên chạy theo quyết làm ra nhẽ, chạy vào thang máy bấm cả chung khẩn cấp để gọi bảo vệ lên lập biên bản về hai gamer thủ này. Xong hai gamer thủ còn thử thách tôi, đố anh gọi bảo vệ lên lập biên bản đấy, chó tôi thích đưa đi đâu vào thang nào là quyền của tôi. Với cả thang trong thông thường cư không có luật pháp là thang nào dành cho vật nuôi. Tôi nói thẳng vào mặt hai cô cậu đấy luôn, đây là khu vực tập thể, các cô cậu đưa chó vào khu vực thông thường thì phải theo đúng luật pháp, nếu không hiểu thì rời khỏi chỗ khác mà ở, ở đây không được như vậy. Lúc này cô gái có lấy máy tính bảng ra quay tôi, và tôi cũng khuyến khích cô ý quay để làm rõ rệt và chết với camera của tòa nhà. Và bấm nút thang máy liên tục gọi khẩn cấp để bảo vệ lên, nhưng một lúc mà không thấy ai nên đành bỏ cuộc để cô cậu kêu đi xuống, vì con tôi vẫn trong sân một mình. Lúc này có mấy chị cư dân hay đưa con đi phòng trẻ và lên lầu 25 cũng biết chuyện này và khá bất bình vì hai gamer thủ này thả chó tại đây. Đồng thời chắc cả tầng 25 đều biết khi tôi to tiếng vì giọng tôi khá lớn. Sau đó tôi cho cháu chơi thêm một lúc và có đưa cháu về nhà rồi muốn xuống bảo vệ lập biên bản về tình trạng đưa chó lên tầng 25 thả rong thì lại gặp gỡ hai gamer thủ này đang viết biên bản với bảo vệ phản ảnh về tôi. Chắc tại tôi lớn tiếng làm các gamer thủ hết bi. Sau đó hai cô cậu lại nói tiếp nói thanh minh là tầng 25 không có cấm vật nuôi. Tôi đưa hình bản chụp luật pháp thì nói trong hình là chỉ cấm vật nuôi đang đi bậy, còn vật nuôi bình soàn thì đâu cấm. Và vật được cô ý bế trên tay rồi thì sao phải có xích và rọ mõm, con chó được bế trên tay là rất an ninh rồi. Chỉ có tôi là đang cố gắng công kích cả hai người đó thôi. Và tôi thật vô lý khi nói hai người phải chuyển đi nơi khác vì bọn họ có 5 căn hộ ở đây, sao họ phải chuyển. Tôi lại nói tiếp nhẫn nại để giải nghĩa với hai gamer thủ đó, đưa chó đi dạo trong khu vực công cộng trong tòa nhà nếu không được thiết bị dây xích và rọ mõm là sai, đưa vật nuôi vào thang không dành cho vật nuôi là sai, và nếu cảm thấy không theo được luật pháp tại thông thường cư thì hai gamer thủ nên chuyển đi nơi khác vì ở đây phải theo luật pháp như vậy. Đồng thời cậu kia còn chửi thì tôi thế hệ bực mình, con tôi bị chó của cậu dí, tôi phản ứng yêu cầu cậu đưa con chó của cậu ra chỗ khác cậu còn chửi tôi, ở phương diện người làm phụ thân mẹ, tôi chưa xảy ra xô xát với cậu là may. Cô gái kia lại nói, bi em là Việt Kiều, anh sống ở nước ngoài thì sao mà anh ý biết chửi bậy.
Ồ vậy tôi nói nghe nè, cậu ý chửi câu đệm thì cũng giống như, kiểu kiểu nước ngoài hay nói vậy cũng giống vậy thôi đơn giản, còn tiếng Anh, em, ta, tàu gì bọn em nói anh cũng hiểu tất, ố. Nếu cần thì em cứ nói, và trong ngữ cảnh lúc đó thì là cố tình gây bực tức cho nhau. Nhìn hai em trẻ chắc chưa có con, nếu các em có con mà bọn em đẻ ra, rồi để con bị con chó của nhà khác nó rượt thì bọn em cũng sẽ phản ứng giống anh thôi. Và có một cô gamer thủ của hai gamer thủ này tham gia và mong muốn hai bên làm hòa và nhắc nhở gamer thủ cô đấy sao không đưa chó lên khu vực này và phải có rọ mõm và dây xích khi đưa chúng ra ngoài. Tôi thì cũng muốn mọi chuyện hoàn thành tại đó vì mục đích của tôi là muốn mọi người không đem vật nuôi thả rong trên tầng 25 nhưng hai cô cậu kia vẫn còn ức ức gì tôi lớn tiếng mắng hai gamer thủ đó. Vì vậy, tôi cũng xin lỗi gamer thủ gái vì lúc đó tôi cũng đang bực mình nên có lớn tiếng với gamer thủ ý cô gamer thủ gái của gamer thủ này khi đứng ra giảng hòa hai bên cũng đồng ý về việc mình xin lỗi, nếu gamer thủ gái cần thì hỏi lại xem, còn gamer thủ trai thì nên chịu những lời mắng như vậy vì vẫn nối tiếp khiêu khích tôi khi cố giải nghĩa chó không đi bậy là được thả chơi tại khu vực đó và chẳng có cái luật pháp nào mà cậu thấy cậu vi phạm cả. Vậy nếu hai gamer thủ cảm thấy hai gamer thủ đúng cả thì cứ kiện tôi vậy, chúng ta cùng gặp gỡ ban quản lý và ban quản trị để xử lý tình huống này.